Tín ngưỡng dân gian vốn được coi như nguồn mạch trong lành chảy trong lòng dân tộc. Trải qua hơn 700 năm, các truyền thuyết và nghi lễ, lễ hội thờ phụng Đức Thánh Trần đã hình thành và phát triển khắp nơi trên đất nước ta. Xung quanh tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần không chỉ có các di sản văn hóa hiện hữu mà là cả một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể đa dạng, đa sắc màu, thấm đẫm giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian cổ truyền. Đó là kho tàng truyền thuyết, thần tích, huyền thoại về các thần linh, là các hình thức diễn sướng âm nhạc, ca hát, các hình thức trang trí, kiến trúc, những cuộc tế lễ, dâng hương, tưởng niệm được tiến hành theo kịch bản xây dựng công phu và được cử hành nghiêm trang, trọng thể với các nghi lễ vừa linh thiêng, kính cẩn, vừa huyền bí. Nét độc đáo của lễ hội truyền thống trên vùng đất Thiên Trường xưa, Nam Định nay không chỉ đơn thuần mang yếu tố tín ngưỡng, mà còn là hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân và cộng đồng, thể hiện đạo lý tôn kính tổ tiên, tưởng nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, cũng như những bậc tiền nhân đã có công xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trước đây cái lễ hội là đền Trần chúng ta còn gọi là lễ hội Trần Hưng Đạo, đúng không ạ? Thế rồi sau này chúng ta là gọi là lễ hội Trần. Thế thì rõ ràng nó liên quan đến một khu di tích gắn liền với một cái chế độ thượng hoàng, gắn liền với các cái nhân vật lịch sử. Cho nên cái lễ hội này phải nói là lễ hội lịch sử, lễ hội truyền thống nhưng lịch sử, gắn với các cái nhân vật lịch sử, chứ không phải cái lễ hội dân gian ở thờ các cái vị thần linh mang cái tính huyền thoại. Thế thì đấy là một cái đặc trưng. Thứ hai nữa, đây là một cái vùng văn hóa, có thể nói Nam Định là một vùng văn hóa dày đặc các cái di sản, mà ở đó nó gửi vào trong các di tích lễ hội những cái phong tục tập quán, tín ngưỡng vân vân, nó phản ánh rất rõ cái bản sắc của văn hóa Việt Nam. Việc tổ chức các lễ hội, việc bảo tồn các lễ hội ở góc nào đó chính là chúng ta đang bảo tồn cái bản sắc của văn hóa Việt Nam, vì ở đó nó kết tinh, nó hội tụ rất nhiều các cái giá trị văn hóa của bản địa, của truyền thống chúng ta, mà chúng ta có thể bóc ra tìm được các cái lớp nghĩa, nó phản ánh tìm thấy được cái giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc chúng ta hoặc sắc thái quê hương ở trong các lễ hội đó. Thì có thể nói là tổ chức các hoạt động lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu cái đời sống tín ngưỡng của nhân dân, mà ở đó chúng ta còn bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Từ xa xưa, lễ hội đền Trần thường được tổ chức vào dịp đầu xuân và mùa thu tháng 8 trong khu di tích lịch sử văn hóa đền Trần, chùa Phổ Minh, thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Ngoài ra, không gian lan tỏa của lễ hội còn bao gồm các cộng đồng dân cư có di tích thời Trần liên quan, cùng với những tín đồ của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần và du khách thập phương. Tất cả tạo nên tính cộng đồng rộng lớn của lễ hội. Trong đó, chủ thể trực tiếp sáng tạo, bảo tồn và tổ chức các nghi lễ truyền thống là người dân làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng. Với niềm tự hào vì được sinh ra trên đất thánh, họ coi mỗi dịp tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, hay như cách gọi thông thường trong dân gian là ngày hóa của Đức Thánh Trần, như một công việc trọng đại của cả làng. Họ làm việc đó như là trách nhiệm, như là bổn phận tự nhiên, với đầy đủ sự chỉn chu, nghiêm cẩn. Những điều ấy đã đi vào thói quen, trở thành một nếp sống đẹp của người dân ở vùng đất linh thiêng này. Theo thông lệ, hàng năm từ 7 giờ sáng ngày 20 tháng 8, dân làng Tức Mặc tổ chức rước kiệu từ đình làng lên đền Trần. Đoàn rước được tổ chức trang trọng, gồm nghi trượng, giản bát âm, kiệu bát cống, đội tế nam quan cùng đông đảo dân làng. Cùng đi theo đoàn rước còn có đội sư tử, đội múa rồng cũng tham gia, làm cho buổi lễ thêm phần náo nhiệt. Ngay sau lễ rước kiệu là lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các vua Trần, Đức Thánh Trần tại sân đền Thiên Trường. Lễ có sự tham gia của các vị lãnh đạo tỉnh, thành phố, phường cùng các ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân.
Sau diễn văn khai mạc, nêu bật những bài học trong dựng nước, giữ nước của nhà Trần và công lao của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là phần dâng hương, dâng hoa. Các bồ lão với trang phục tế thay mặt dân làng vào dâng hương. Tiếp đó, đoàn lễ từ đền Thiên Trường sang đền Cố Trạch để kính cẩn dâng hương lên Đức Thánh Trần và trở về dâng hương tại đền Trùng Hoa. Năm nay thì được sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố Nam Định, của Sở Văn hóa. Lễ hội năm nay thì có khác với mọi năm, đó là nhà đền tập trung vào thực hiện nghi lễ tín ngưỡng truyền thống. Đây là cái nghi lễ mà đã được duy trì hàng trăm năm nay. Còn về phần hội thì theo chỉ đạo chung là chúng ta hạn chế không mở những cái hoạt động về phần hội nhiều, mà chủ yếu là duy trì lễ nghi tín ngưỡng nhằm tri ân công đức các bậc tiền nhân của một vương triều Trần, văn quan võ tướng, hoàng thân quốc thích vương triều Trần có công dựng nước, có công giữ nước, có công khai sông đấn biển, mở mang bờ cõi, mang lại cuộc sống thái bình thịnh trị cho bách gia trăm họ được hưởng, tỏ tấm lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Thì đặc biệt năm nay là nhà đền chú trọng phần nghi lễ tín ngưỡng, văn hóa tín ngưỡng của địa phương đã được duy trì nhiều năm nay. Như ví dụ như cái hoạt động về tế, các đoàn tế lam quan, tế lữ quan thì năm nay chúng tôi đón nhận không bằng những năm trước, nhưng mà cũng có hàng chục đoàn về đây tế lễ để tri ân công đức các bậc tiền nhân. Thôi rồi các cái nghi lễ về hát văn là di sản văn hóa phi vật thể của người Việt. Và trong nghi lễ hát văn thì có trình những giá đồng để thể hiện cái tấm lòng thành kính với vương triều Trần, những cái nhập vai đồng rất là trang trọng để nhân dân về đây dự lễ thì sẽ được chiêm ngưỡng những cái nghi lễ phong tục tập quán của địa phương. Hơn 7 thế kỷ đã qua, nhưng tư tưởng giữ nước, lấy dân làm gốc, cùng những tri thức quân sự, cách dùng người và lòng trung quân ái quốc của Hưng Đạo Đại Vương vẫn là bài học sâu sắc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, ông là một thượng đẳng phúc thần, là Đức Thánh Trần. Trong không khí linh thiêng, hương trầm lan tỏa, du khách thập phương thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần và anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, thưởng thức và tham gia vào những màn diễn sướng tôn vinh ca ngợi công đức của Đức Thánh Cha, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Qua các nghi thức dâng hương, tế lễ, hầu đồng, hát văn, vừa trang nghiêm vừa thoát tục, có thể coi quá trình diễn sướng là lát cắt của các lớp văn hóa đan xen, lưu giữ các phong tục cổ truyền của dân tộc, của nhân dân địa phương, phần nào tái hiện được một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc, nuôi dưỡng, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất chống ngoại xâm, tâm thức uống nước nhớ nguồn của mỗi người Việt Nam. Năm nay là 13 năm với đền Kiếp Bạc gắn bó cùng với đền Trần với cụ Chiến, và cũng được cụ Chiến giảng dạy ra những cái nét đẹp và mà cái nền nét văn hóa của đền Trần như thế nào. Đã là một thanh đồng hoặc thủ nhang đồng đền, chúng ta có thể nhận thức thấy đều là con nhà Thánh và luôn luôn giữ gìn cái bảo tồn văn hóa Việt. Hầu đồng là gì? Hầu đồng không phải là mê tín dị đoan, và hầu đồng là một ôn lại giữ vị có công với nước, có công với cách mạng để bảo tồn giữ gìn văn hóa. Có thể chúng ta lên bàn loan để chúc thánh gồm có pháp sư cúng để thỉnh các ngài về loan giá ngự và nhập vai với thanh đồng, và hầu đồng để chúng ta giảng dạy con cháu mai sau kế tục để giữ gìn cái nét đẹp của văn hóa. Lễ hội là một trong những hoạt động văn hóa cao, hoạt động văn hóa nổi trội trong đời sống con người. Những năm gần đây, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của nước ta, văn hóa truyền thống nói chung
trong đó có lễ hội truyền thống đã được phục hồi và phát huy. Với định hướng đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch tâm linh, tỉnh ta đã tập trung khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Các khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần, Chùa Phổ Minh, Phủ Dày đã được quy hoạch thành điểm du lịch quốc gia, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh. Công tác quản lý lễ hội ở tỉnh ta dần đi vào nề nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn vinh người có công với dân, với nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân. Hiện nay tại Đền Trần cũng như tại Bảo tàng tỉnh Nam Định hay các nhà nghiên cứu sưu tầm trên địa bàn thành phố có rất nhiều các cái tài liệu quý, sách, thư tịch cổ mà được lưu truyền rất nhiều đời rồi. Thế thì nói về các cái tài liệu này thì chúng tôi cũng đã được cái sự chỉ đạo rất là sát sao của Cục Di sản của Bộ Văn hóa, rồi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và sự phối hợp của Bảo tàng Nam Định, Ban Quản lý Di tích Danh thắng tỉnh và được sự giúp đỡ rất nhiều, rất là quý báu của các nhà nghiên cứu, các nhà nghiên cứu về lịch sử, các nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian trên địa bàn thành phố, giúp chúng tôi biên tập những cái cuốn sách, cuốn tài liệu hoặc các cái tờ gấp, và chúng tôi cũng đã in thành đĩa, kể cả đĩa hình và đĩa tiếng, được biếu tặng làm quà lưu niệm cho du khách và phát cho du khách. Hoặc sách thì một số nhà xuất bản có xuất bản bán với cái giá rất ưu đãi để làm sao nhiều người tiếp cận được với nguồn tư liệu này. Thông qua đó chúng tôi tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về cái lịch sử nói chung của dân tộc, lịch sử của vương triều nhà Trần, những chiến công hiển hách của các bậc vua, các vị hoàng tử, các tướng quân của vương triều nhà Trần. Văn hóa tâm linh là giá trị tinh thần của mỗi dân tộc, nó được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ. Nét văn hóa này không thuần túy chỉ là những nghi lễ, thói quen, cầu khấn các đấng siêu nhiên giúp đỡ con người vượt qua khốn khó, mà còn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, giới thiệu quảng bá cho bạn bè trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất và con người thành Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.